Hello tất cả anh em. Anh em biết sắp tới là cái dịp gì chưa? Chắc nhiều anh em chưa đúng không? Thì chắc là nhờ clip này tôi nhắc thì chắc là mấy anh em mới nhớ đúng không? Sắp tới là Valentine. Sắp Valentine. Mình cũng nghĩ ra một cái trò trôn như thế này. Thì có rất là nhiều anh em thì hay xem clip của Vĩnh với Ngân thì hay nói là không biết là con Ngân nó có tình cảm với mình không, hay mình có tình cảm với Ngân không. Đó thì xưa giờ tụi mình chỉ là bạn bè hết sức là bình thường thôi đó. Nhưng mà ví dụ như hôm nay là Valentine, mình là một ngày lễ tình yêu đúng không, mà mình lại đem quà của mình tặng cho nó, thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là nó sẽ không nhận, thì bởi vì là xưa giờ tình bạn bè với nhau bình thường mà, thì kiểu gì nó cũng sẽ không nhận đúng không. Nếu mà trường hợp thứ hai xảy ra đó là nó nhận, thì ủa tại sao nó lại nhận đúng không? Nếu tại có nghĩa nếu mà nó nhận thì có nghĩa là xưa giờ những cái điều mà nó nhăn nhó với mình nó chỉ là giả vờ thôi, biết đâu là như vậy đó. Và nếu mà nó nhận thì từ đây đến những việc sau thì những clip sau thì có vẻ là nó sẽ hấp dẫn hơn và nó đổi đến một cái hướng khác đó, gọi là mình là mượn gió bẻ măng. Ok đó, thì Valentine thì tặng quà thì mình cũng đã nghiên cứu rất là nhiều để làm sao tặng một món quà nó vừa đủ với tài chính của mình và nó cũng phải vừa đẹp mà phù hợp với phụ nữ. Và đó thì mình đã quyết định tặng cái set đồng hồ này đó. Tại sao mình mua cái set đồng hồ này? Bởi vì hiện tại là mình mua được cái chỗ này á, giá trước kia á thì khoảng đâu đó tầm 3 triệu mình không nhớ rõ, nhưng bây giờ chỉ còn có khoảng 1 triệu mấy thôi. Wow. trong cái dịp Valentine này đó, thì đây là cái giao diện bên ngoài của cái món quà mà mình chuẩn bị làm clip đó. Mọi người nhìn thấy tông đỏ, tông đỏ kiểu sang trọng á, kiểu sang chảnh kiểu gì đó. Bên trong cái hộp, bên trong nó như thế này. Mình tạm bỏ nó qua đây nha. Rồi ok đó. Rồi xong cái này nó là tiếp tục một lớp hộp tiếp tục đó. Ok đó. Nó có cái nơ như thế này nữa, có nghĩa là mua xong là về là đem đi tặng luôn, khỏi phải gói rồi này kia đỡ cực. Rồi còn bên trong hộp của nó có mấy cái hoa hồng như này, hơi phức tạp nha, lại tiếp tục một cái vỏ hộp nữa. Nhưng mà tạo cho cái người mà unbox một cái cảm giác phê. Ok không? Rồi tiếp tục một cái hộp bên trong. Bên trong là có một cái vòng và một cái đồng hồ. Ok, để mình quay cận cho anh em coi thử cái cận cái đồng hồ, cái vòng như thế nào nha. Trong cái set này ngoài cái đồng hồ ra thì mình cũng có cái vòng này nữa. Đó, thấy chưa? Combo hai món như thế này mà chỉ có hơn 1 triệu thôi. Chị em nhận một phát là mê và khóc thét luôn. Ok anh em, thì đó là sơ bộ về cái món quà ngày hôm nay mà mình muốn nói cho anh em. Đó, và thì trong cái dịp Valentine, anh em nào muốn mua cái set quà này giống như mình á, giá hiện tại đang giảm hình như 50% đó. Thì anh em mình để cái Facebook của cái bạn mà mình mua ở đây nha. Hoặc link thì mình để dưới mô tả hoặc là mình ghi ở dưới bình luận đó. Anh em nào mua thì cứ nhấp vô link. Thì mua là hiện tại đang giảm 50%, mua để tặng người yêu, tặng crush, tặng bạn gái đồ các kiểu. Ok, còn hiện tại mình bây giờ thì mình sẽ mang cái set đồng hồ này, mang ngôi nhà Ngân. Và clip như thế nào thì mọi người nhớ theo dõi hết cuối cùng nhé. Ok. Lâu quá không làm trôn á anh em. Tốc độ của mình giờ nó bị chậm, nó bị quên. Nó còn bị quên đi cái công việc. Hơi lâu quá bà nội. Mày nói gì nhỏ nhỏ vậy? Nói chuyện với ai? Nói chuyện điện thoại với nó chuyện với ai? Chứ mày kêu mày đi nhanh mà chờ một tiếng hồ mà làm gì vậy? Tao đi công việc của tao, tao muốn rảnh đi, tao ở nhà tao hầu mày. Không đúng. Mẹ lâu lâu gặp chưa gì nhăn nhăn mặt như cứt vậy trời. Không khá là được. Hay không? Mày bớt nói hồi nói chuyện rồi đó nha mày. Tao qua tao gặp công việc, tao qua đây bây giờ mày vừa mới về cái mày cái phép lịch sự tối thiểu nhà người ta tới chơi mà hỏi chừng nào về. Thế tự nhiên người ta qua chơi mà hỏi chừng nào mày về là sao trời? Để là chừng nào mày chơi đã rồi mày về. Từ chừng nào? Hay ở chưa luôn? 2023 rồi. Mày còn ngày hôm nay đâu đấy thôi. 2023 lên một tuổi là phải trưởng thành lên. Tao
tao rất trưởng thành. Mà tao thực sự nãy giờ tao vô tao không hiểu tại sao mày phải nhăn với tao luôn, mày phải cọc với tao gây sự với mày luôn. Tại vì tao thấy cái mặt mày tao không có cười được. Qua hỏi có chuyện hỏi đàng cái hoàng. Cái gì? Cái gì đúng hay gì? Đúng hay gì? Đúng nhận sai cả. À đúng nhận sai cả. Tao nhờ ấy là qua bồ mày đúng không? Hiểu. Đúng không? Tao không có rảnh để tao làm những cái trò chó không, mèo đó. Không, bởi vì tao biết mắt thẩm mỹ mà rất tốt. Hiểu không? Mắt thẩm mỹ mà rất là tốt, mày nhìn cái đẹp, đánh giá cái đẹp nó cực kỳ là ổn định. Đúng không? Đúng không? Chính xác không? Đúng. Có nghĩa là cái nào mà mày cảm thấy nó đẹp là nó đẹp. Đúng rồi. Nó xấu là nó xấu. Chính xác. Đúng không? Có một số cái thì mày không chính xác lắm nhưng mà hầu như là chính xác. Đúng. Mắt thẩm mỹ mày tao tin là tốt. Nên là tao muốn nhờ ở này coi thử là ý là mày coi thử được cái món quà này mày cảm thấy là nó mày đánh giá người ta coi thử là về gọi là ngoại hình rồi tất cả mọi thứ mày đánh giá thử là nó đẹp hay là nó xấu. Là đúng nhận sai cãi nha. Đúng nhận sai cãi. Ok. Ừ. Rồi, đánh giá đi. Anh dùm. Hơi đơn điệu. Hơi đơn điệu. Không phải chữ gì hết. À, đây. Không biết đọc à. Chữ đây. Mày đưa tao cái này, mày đưa cái kia, tao biết từ nhiều. Cái này là cái hộp, cái này là cái túi sách à. Cái này là túi sách, còn cái này là cái bên trong. Là bây giờ có chữ là còn đơn hết đơn đẹp, điệu. Đẹp, hết đơn điệu. Ừ. Bên này là đơn điệu nhưng mà có chữ. Hết đơn điệu. Rồi. Tiếp tục. Thêm cái hoa. Cái nơ. Cái nơ đẹp. Ừ. Wow. Sao mày hôm nay mày mua cái này mày tặng ai, mày nói trước cho tao biết. Đánh giá đi là nó đừng mất thời gian. Mày công việc của mày là một nhận định gia. Nhưng mà mày lấy tiền đâu mày mua cái đồ này? Thế là bình thường mày bộ tao nghèo lắm hả? Bình thường thấy mày rất là keo. Keo kiểu bụi xỉn đó. Bằng mày không? Đúng nhận sai cả. Một chút thôi. Thua một chút thôi. Vậy là tao thua mày một chút. Nghĩa là mày keo hơn tao nữa. Và cái này là gì? Ê, nhẹ tay giùm. Nhẹ tay giùm. Cái này mắc tiền lắm hả? Không mắc tiền. Chống dây chống ẩm luôn hả? Muối tiêu. Muối? Ừ. Để ăn bưởi. Ăn bưởi, đúng. Rồi cái này là cái gì? Nhìn thôi, đánh giá. Nha, nhiệm vụ của bạn là đánh giá. Nhưng tao phải biết cái gì mới nói được. Đẹp. Tính ra cái này đẹp mà. Cái này cái còng tay hả? Đấy là đánh giá. Đẹp. Rồi đến cái này. Ừ, cái đồng hồ. Rồi đánh giá. Cái tay chân mày không nhẹ nhàng được à? Mày bị gì à? Ồ, có tem kích hoạt bảo hành luôn. Đánh giá. Mày mua cái đồ thiệt luôn. Mày đánh giá ngoại hình đi, đánh giá ngoại hình. Đẹp. Rồi. Đẹp. Nhưng mà cái này là mày mua thiệt luôn. Chứ không phải mua đồ cũ lại. Đánh giá ngoài hình được rồi. Tao thấy đẹp. Rồi. Cái bút này là gì? Cái đồ để chọt dây. Rồi, rồi. Được chưa? Rồi, bỏ vô lại nè. Tay chân lóng ngóng quá nè. Tay chân. Chắc coi hồi chắc là ai để giá nó trong cái hộp quà. Kém sang. Đúng nhận sang cả. Ok. Ví dụ nha. Mày cảm thấy cái hộp quà này mà mình đem đi tặng thì sao? Thì đẹp nó. Thì đẹp đúng không? Ví dụ như mà một người con gái mà được tặng cái này thì mày nghĩ là nhận không? Cái này ra ở đâu vậy? Ví dụ như nếu mà một người con gái mà được tặng cái này thì theo mày nghĩ là nhận. Chắc chắn. Đúng. Chắc chắn nhận. Lý do gì mà mày khẳng định? Tại vì tao thấy nó đẹp. Nó đẹp. Đúng. Với lại cái màu đỏ tông này cũng có lẽ là phụ nữ cũng thích đúng không? Đúng. Chính xác. Tao mua để chuẩn bị đi tặng. Sắp Valentine rồi. Giờ sao ta? Mày cười gì? Đừng có bày hiêm bất kể do gì kêu tao giúp mày. Từ giờ về sau sẽ không bao giờ tao sẽ giúp mày bất kể chuyện gì. Ok. Điên quá, đang nói chuyện đàng hoàng, tao đang suy nghĩ. Tao không thích nói chuyện đàng hoàng với mày á. Thích nói chuyện cọc gì á được không? Khùng điên nghĩa, 2023 rồi. Mẹ mà mẹ năm nay tao điềm không? Không điềm mày tại vì mày mới vừa trải qua biến cố. Không, tao dạy năm nay, tao từ nay trở đi tao dạy á. Mai mốt tao sẽ cho mày thêm một cuốn kinh Phật nữa. Cũng được, nhận. Nhưng mà trước mắt này ý mày nói nè, có cái điều này hơi khó nói một chút xíu, không biết con nên nói hay không. Hơi khó nói hả? Đúng không? Mình đừng kêu hơi khó nói, đừng hơi khỏi nói nha. Khỏi nói luôn. Không nói được, bức tức.
bất rớt rồi. Nói chứ nói. Sắp Valentine rồi, đây là món quà là tao mua, là tao tính là tao qua tao tặng mày. Cái gì vậy? Tao ghét chết mấy đứa nào mà không chịu tập trung nghe nè. Mày bỏ cái miếng bữa xuống tao nói lại. Cái gì đó? Còn mấy ngày nữa là Valentine. Ngày lễ tình yêu. Thì tao có món quà này tao mua tao muốn tặng mày. Mày bị thần kinh hả? Còn rau tao mới mày bị điên. Tao cứ ghét cái mặt của mày. Không. Đi về. Mày ra đây nói chuyện đàng hoàng. Đi về. Mày ra đây đứng nói chuyện, mày ra đây nói tao nói mà một cái nữa thôi. Đi về. Hỏi mày mắc gì mày bị điên. Tao không thích lấy bột của mày. Tao có rất là nhiều quà. Nhưng trừ quà mày. Bất kể ngày gì. Bây giờ tao nói cho mày nghe nè. Em từ từ mẹp mày để tao phải mày em tao nói. Người nói là phải có người nghe. Tại sao mày không nhận quà của tao? Tao không thích. Lý do gì không thích? Đi về. Tại sao sinh nhật tao tặng mày mày vẫn lấy? Ủa? Sinh nhật, sinh nhật. Cái kia chỉ có người yêu mới tặng nhau thôi, mình bị điên. Mày đi về đây. Anh em biết thấy không? Sinh nhật thì tặng nó bằng lấy. Nhưng mà Valentine nó không lấy. Nhưng mà từ từ bây giờ. Mày không lấy đúng không? Ok về. Đừng bây giờ tao tặng quà cho mày nữa nha. Ok. Nhưng ngày sinh nhật của tao nhớ tặng. Thôi tao về nha. Đi về, đập cửa này cho tao. Ủa mày làm gì vậy? Sao mày chưa đi về? Đang tính về mà thấy cái mày mua bộ ấm chén này đẹp quá, đang đứng đây nhìn. Ủa mày đang làm gì vậy? Đang giờ đang đi về nè. Đi về. Mày đang làm gì vậy? Tao làm cái gì? Tao làm gì? Đi về. Đây vậy. Sao mày hay xuất hiện như một vị thần như vậy? Chứ sao trời? Ủa? Chứ tao không phải bị thần cuộc đời mày. Một con ma chứ quên. Xuất hiện như một con ác ma. Đi về. Nãy giờ tao thấy mày mở hộp này ra đúng không? Tao mở ra rồi nè. Mày lấy hộp mày đeo lên tay nè đúng không? Tao không có. Tao có quay clip luôn á. Mày đưa ra.
nè. Mày là cái tên trộm trong nhà tao. Ủa vậy sao đồng hồ tự nhiên nó lên của anh bên vậy? Tao xem để tao đặt cho bà chị của tao. Tao thấy nó cũng hợp lý về cái đồ đẹp. Bình thường. Thì nói nghe tặng, tao tặng mày nhận đi. Không. Để về. Có biết bao nhiêu người muốn tao tặng mà không được á. Vậy thì mày tặng cho bao nhiêu người muốn. Đi về. Mày giống như là ma ù mẩn vậy. Đi về. Chán con này thiệt. Chán. Đi về ra chỗ khác hết chán. Mày tính làm trò gì nữa? Không nhận đúng không? Không. Nhận cho tao vui đi. Không, mày vui như tao lúc mày vui. Thôi đi mẹ, nãy giờ. Thôi nè, ra đây cho coi. Tao đặt cái điện thoại vào đây nè. Tao đặt cái điện thoại vào đây. Mày thấy chưa? Thì sao? Tao tính là Valentine này. Tao khè mấy thằng bạn tao. Mày tắt đi. Tao khè mấy thằng bạn tao. Đừng cho nó nhái tiếng tao nữa. Tao khè mấy thằng bạn tao là có nghĩa là tao. Thì mày nghe tao giải thích không? Nói. Mày ngồi đây tao nghe giải thích. Có nghĩa là bây giờ Valentine, đúng không? Là cái ngày lễ tình yêu đúng không? Đó thì tao muốn là khè mấy thằng bạn tao là tao vẫn có người để tặng. Mà nhất là tặng mày nữa. Mấy đó nó kêu là đố tao tặng mày mà mày nhận. Mày không biết mày bị nhục nhã bao nhiêu lần mày còn chưa ấy. Bởi vậy cho nên là hồi nãy giờ tao quay có được cái gì đâu. Cho nên là bây giờ tao về bộ tao đặt máy lại. Nha. Tao về bộ tao đặt điện thoại lại mày giúp tao. Tao chỉ cần tặng mà mày cần vui vẻ mày nhận thôi là được. 3 triệu. Ủa là mày được cái món quà này rồi còn gì? Cộng hay 3 triệu. Món quà này tao mua 2 triệu á. 3 triệu nữa. Đúng thì đúng thì nhận sai cãi. Bây giờ 3 triệu làm không? Cãi kịch liệt luôn á. Rồi. Mày ăn cướp à? Mày đi nhưng mày ăn cướp à? Mày giúp bạn bè một cái thì mày chết à? 3 triệu cộng món quà. Ok. Còn không? Thích bán. Ủa thế nên là bạn bè mình tao tặng mày. Mày giả bộ mày ngồi mày nhận vậy thôi là mày không, có được cái món quà nữa. Cái danh dự của tao không được. 3 triệu. Mày trắng giận hả luôn á. 2 triệu, 5 triệu quá rẻ cho một cái danh dự của tao. Danh dự gì? Danh dự của tao. Mày làm gì mà danh dự? Mất danh dự gì? Chốt 1 là chốt 2 là đi về. 1 triệu được không? 3 triệu. 2 triệu. Không. 3 triệu rồi. 3 triệu rồi ok. Nó sớm hơn được cầu. Để chị anh em còn mất lòng nhau. Mày nói tao tiếc nữa, bây giờ mày muốn tao làm cái gì? Mày tính ra tao mất quà xong rồi tao còn mất... Rồi tao tổng thể. Anh em mày tính toán với nhau làm cái gì? Hùng mày là người tính toán, mày bắt tao trả 3 triệu á. Hùng điên quá. Mày nói xà lớn à, sao con nói gì vậy? Nhanh đi. Con muốn làm sao? Giúp không đi. 3 triệu, giúp đầu năm chưa làm được gì hết. Hỏi 3 triệu nè. Con sao phải nói gì quá à? Rồi, mày muốn tao làm gì? Chứ bữa giờ còn đi tái khám, chưa tái khám, khám lại thằng 3 triệu mà mày. Vậy là sao tao đi tái, tao tái khám thôi, rồi 3 triệu. Tao tụi mày tao đi tái khám mày ác kìa, tới giờ luôn, rồi 3 triệu nè. Rồi, ngồi đi. Mày mệt quá. Giờ tao đặt cái... Mày nghĩ sao mày được luôn cả rất là nhiều người ta muốn tình huống nó xảy ra. Mày nở mày nở mặt vì tao nhận quà này kia. Nhiều khi xong rồi tao đưa cho mày cũng nở mày nở mặt nữa. Bây giờ chốt giá không? Thì rồi ok chốt giá. Ý ta nói là ví dụ như clip đó là tao xong, tao quay xong tao đưa cho mày khoe bạn bè mày cũng được nở mày nở mặt. Bây giờ nhanh đi nha. Bây giờ tao đặt cái điện thoại qua phía kia. Ừ. Xong rồi tao giả bộ tao mang cái quà này vô tao tặng mày. Cái mày mày nhận còn được. Ok ok. Ok, kiểu cái cảm xúc mà nhận mà nó hay ho lên bày bỏ lại là đồng hồ lại cho tao. Họ tao đặt cái điện thoại qua đây nha. Được nha, tao giả bộ tao đặt cái điện thoại qua đây nè. Ok chưa? Rồi. Rồi bấm nha. Họ tao bấm nó trở về tao cắt được. Nếu không mày cứ nhận, mày nhận cho tao là được. Ok. Vui vẻ đó nha. Ừ. Phải vui vẻ đi. Yeah.
không cần. À bây giờ này, quên quên, có nghĩa là cái cảm xúc của mày á, cái cảm xúc của mày, cái cảm xúc vô diễn rồi bối rối rồi. Cái cảm xúc của mày á. Rồi rồi, tao biết rồi, tao biết rồi, biết rồi. Vậy nè. Rồi. Bình thường mày nhận xa thì mày cái diễn cái vậy. Chứ đừng có diễn lố lên là. Ok ok. Hiểu không? Không lố, không lố, không lố. Mày được tặng quà Valentine chưa? Ok ok, rồi rồi rồi. Thiệt không? Ai mà dám tặng mày? Rồi rồi rồi, rồi. Vô diễn đi. Nhanh đi, chuyện quản tay. Rồi, dạ bộ mày đang ngồi nha. Không. Xong xong tao đi vô nha. Bím nhà dạ bộ nha. Đừng gông diễn quá. Ok. Đang ngồi ăn bình thường. Đó, bình thường thôi. Thấy không? Đó, xong phải tao tặng nha. Đang làm gì nữa? Đang ăn gì? Biết sắp tới ngày gì không? Ngày Valentine đúng không? Mày đem quà tao tặng tao đúng không? Đúng không? Sao biết okay, hay vậy? Ok, cảm ơn mày nha. Chúng ta quả tuyệt vời quá đi. Tao thật phải thích quả này quá đi. Mày đóng phim hả? Không hề, mình phải phấn khích chứ. Tao đã đưa quà cho mày đó mà mày kêu là tặng cho mày. Mày phấn khích không có ai đời, con gái ngoài đời mà phấn kiểu vô đó. Kiểu mình vui chứ, người ta mới biết là mình rất là thích người. Mày nhìn vậy là mấy thằng bạn tao nhìn phát là biết diễn luôn á. Không thể nào biết được. Sao không biết? Hả? Không có đứa quần què nào vậy ra mày bình thường là tặng thì ủa vậy hả, quà gì đó, xong vậy bộ mà ấy ra xong vậy thôi chứ. Mày làm gì vậy? Thôi, lại đi, cắt mày đi. Xến sẩm ai đâu mà vậy? Không phải mà cho nó thật một chiếu bạn tao mới tin, hiểu không? Mấy bạn tao là nhiều người thằng cũng làm quay phim đồ không mà. Được chưa? Rồi. Mày đang làm gì không? Ta đang ăn cái cây nè. Xến rồi đó. Nếu bây giờ mày nói sao? Bình thường không bao giờ mày trả lời với tao như vậy hết á. Mày không chửi là may rồi, bây giờ mày đừng chửi nhưng mà mày bình thường giùm ta. Không có bạn bè nào nó không tin là mày có thể nói chuyện vậy với tao đó. Mày bớt lại diễn lại giùm cái. Không hề diễn luôn á. Mày làm gì không? Tao đang ăn trái cây. Cái tâm đó là được. Đúng rồi, cái tâm đó. Hỏi lại nè, tao hỏi lại nè. Rồi mày đang làm gì không? Tao đang ăn trái cây nè. Mày biết sắp tới ngày gì không? Mày đang thai đúng không? Được chưa? Mày định làm baby cute hả? Mặt mày mà mày làm mày kiểu dễ thương rồi, style dễ thương rồi hả? Mày nghĩ quá à. Mày nghĩ mặt mày làm dễ thương được không? Thì mày nói diễn cái số này. Mày bình thường mày thôi. Mày bình thường. Không ai mượn mày dễ thương luôn. Không ai mượn làm cu te hết. Bình thường thôi. Hiểu chưa? Tao đang bệnh rồi. Tao đi ra đi vô nãy hai lần rồi đó. Mày đang làm gì không? Mày đang làm gì không? Mày đang làm gì đó? Tưởng bị điên không á? Biết sẽ tới ngày gì không? Valentine đúng không? Biết ngày Valentine là ngày gì không? Thì tình yêu đúng không? Mày muốn tặng quà cho tao đúng không? Sao biết hay vậy? Tao thấy mày đang mở nè. Mày mở. Cảm ơn mày nha. Mở quà đi. Trời ơi đẹp quá. Tao mất cái quà này lắm luôn á. Trời ơi, cái đồng hồ đó. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá. Mày nghĩ bạn tao nhìn coi vậy bạn tao tin nó. Mệt quá bây giờ mày. Tao mệt lắm rồi. Mày làm vậy là sao mà ai mà tin mày? Không có ai mà nhận quà mà bình thường mà nhận vậy luôn á. Bây giờ mày ngồi đây. Cái gì vậy?
Chịu ấy. Ủa ba, chị ba ơi, đem món quà về luôn. Mày đã đây, giờ tao nói phát cuối cùng nè. Người ta diễn mà ai hành diễn viên quá à. Muốn banh chưa, dễ muốn banh luôn cái món quà đó. Ngoài mình sao mà mày là diễn viên mà mày khó khăn cái diễn viên quá à. Ngoài mà mình điệu điệu, điệu đại đại cái mỏ này. Tao không có điệu đâu. Nói chứ Valentine, nhưng mà mua tặng hết tất cả mọi người trong team, Vi, Phương mọi người đều có hết. Được chưa? Chứ không phải tặng mình mày. Ủa chứ mày mày tưởng ủa Valentine là lễ tình yêu mà tao tặng mày chứ. Vậy gì đứa đây? Mày nghĩ đúng không? Nhưng mà tiền đâu mà mày mua một món quà đẹp như vậy hả? Mày nghĩ mày có cửa để mà tao tặng quà Valentine cho mày? Mày nghĩ sao? Có gần 2 triệu thôi. Mà mày mua một món quà đẹp như vậy, mày không bao giờ mày có hỏi mua đẹp như vậy, còn bông hồng bông mơ nữa. Đưa đây. Bây giờ đi, cảm ơn mày. Mày từ từ với mày. Có ăn bữa không? Không tao đem vô phòng ra. Cảm ơn mày nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem hết clip nha. Tính nó dạy thì nó cũng sẽ cứ dạy thôi, không thể thay đổi được.